Trong video lần này mình sẽ hệ thống lại các kiến thức cơ bản trong sách thống kê và hướng dẫn cách sử dụng thư viện Matplotlib. Trước khi đi vào bài học, các bạn cài thư viện Matplotlib bằng cách bật cửa sổ CMD và nhập câu lệnh pip install matplotlib. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu qua về các dạng dữ liệu phổ biến trong thống kê học, gồm 3 loại là numerical, categorical và ordinal. Để minh họa, mình sẽ sử dụng dữ liệu trong vụ thảm họa Titanic. Đầu tiên là dữ liệu dạng numerical, dùng để biểu diễn dữ liệu ở dạng định lượng, ví dụ như chiều cao, cân nặng, giá nhà cửa. Có hai loại dữ liệu dạng numerical. Một là dữ liệu rời rạc, thường ở dạng số tự nhiên, ví dụ như là số hành khách ghé qua mua hàng hay là số thẻ vàng trong một trận bóng. Hai, dữ liệu dạng liên tục, ở dạng số thực, ví dụ như là thời gian thực hiện giao dịch, lượng mưa trong tháng. Ví dụ như ở đây, tuổi của các hành khách trên tàu Titanic là dữ liệu dạng numerical. Thứ hai là dữ liệu dạng categorical, dùng để biểu diễn dữ liệu dạng phân loại, ví dụ như là giới tính hay là màu sắc. Ví dụ như giới tính của khách hàng hay hành khách là dữ liệu dạng categorical. Cuối cùng là dữ liệu dạng ordinal, là dạng tổng hợp của dữ liệu dạng numerical và categorical. Hay nói một cách khác là dữ liệu dạng categorical nhưng mang ý nghĩa toán học, ví dụ như là xếp hạng một bộ phim. Xếp hạng một bộ phim thì nó có dạng categorical, tức là có giá trị từ 1 đến 5 sao, nhưng đồng thời nó cũng mang ý nghĩa toán học, có nghĩa là phim 5 sao thường có chất lượng cao hơn so với phim 2 sao, và điều này nó sẽ mang một ý nghĩa nào đó trong phân tích dữ liệu. Ví dụ như là trong dữ liệu của tàu Titanic thì thứ hạng khoang tàu của hành khách nó là một dữ liệu dạng ordinal. Thì bạn có thể thấy là nếu mà khoang nào mà càng thấp ấy, thì cái hành khách đấy nó có mang ý nghĩa là càng sang trọng hơn, đúng không ạ? Mean, median và mode, đây là ba khái niệm phổ biến trong phân tích dữ liệu. Đầu tiên là mean, giá trị trung bình, như các bạn đã biết, bằng tổng giá trị của các phần tử chia cho số lượng phần tử. Ví dụ như ở đây mình có thể lấy giá trị trung bình của cột tuổi bằng hàm mean. Thì bạn có thể thấy là trung bình tuổi của các hành khách trên tàu Titanic là 29 tuổi. Median được lấy bằng cách sắp xếp các phần tử, sau đó lấy phần tử ở giữa. Ví dụ như giả sử ta có dãy A như sau. Sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ta được dãy mới như sau. Sau đó lấy phần tử ở chính giữa của dãy đã sắp xếp, ta sẽ có median của dãy A là bằng 4. Trường hợp dãy có độ dài bằng là số chẵn, ta sẽ lấy giá trị trung bình của hai phần tử ở giữa của dãy sau khi đã sắp xếp. Ví dụ như ta có dãy B như sau, thì sau khi sắp xếp ta được dãy mới như sau. Lúc này median của dãy sẽ bằng tổng trung bình của hai số hạng nằm ở giữa của dãy, cho bằng 20. Vậy thì khi nào dùng min, khi nào dùng median? Giả sử chúng ta có thu nhập của người dân Việt Nam có giá trị trong khoảng từ 2 triệu đồng đến 16 tỷ một tháng. Đây là thu nhập của bác Phạm Nhật Vượng đấy. Nếu chúng ta lấy giá trị trung bình để làm đại diện cho thu nhập của người dân Việt Nam thì sẽ không hợp lý, đúng không ạ? Vì khoảng cách giàu nghèo nó quá lớn. Median trong trường hợp này sẽ có nhiều ý nghĩa hơn min, bởi số lượng người có thu nhập thấp lớn hơn rất nhiều số lượng tỷ phú, trong khi tài sản của tỷ phú là quá lớn. Thì lúc này median sẽ đại diện cho thu nhập phổ biến của người dân. Như ở đây mình có thể lấy median của cột tuổi bằng hàm median. Mode đại diện cho giá trị phổ biến nhất trong tập dữ liệu. Chú ý là mode không áp dụng với dữ liệu số ở dạng liên tục. Quay lại ở ví dụ ở dãy A lúc nãy, khi đó ta có tần suất xuất hiện của mỗi phần tử trong A là như sau. Đấy, phần tử thứ nhất một lần, phần tử thứ hai hai lần, vân vân và vân vân. Thì lúc này mốt của A sẽ bằng 2. Như ở đây mình có thể thấy lấy độ tuổi phổ biến của các hành khách trên tàu bằng hàm mốt. Thì các bạn có thể thấy là cái số lượng người ở độ tuổi 24 là nhiều nhất.
trong các hành khách trên tàu Titanic. Histogram, biểu đồ cột biểu thị tần suất xuất hiện của một đại lượng cần theo dõi. Ví dụ như ở đây ta có biểu đồ histogram của độ tuổi các hành khách trên tàu Titanic. Giá trị bin bằng 8 ở đây biểu thị số lượng nhóm tuổi ta muốn theo dõi. Thế thì ta có thể thấy là phần lớn hành khách có độ tuổi trong khoảng từ 20 đến 30. Đúng không ạ? Ok. Bây giờ mình sẽ nói qua về luật phân phối xác suất. Trước tiên, chúng ta nói về biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên là một đại lượng phụ thuộc vào kết quả của một phép thử nào đó. Gieo một con xúc xắc, nếu ta gọi biến ngẫu nhiên là số chấm xuất hiện sau mỗi lần gieo, rõ ràng nó phụ thuộc vào phép thử và nhận các giá trị nguyên từ 1 đến 6. Biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu như tập giá trị của nó là một tập hữu hạn hoặc vô hạn đến được của các phần tử, ví dụ như là số lần đi học muộn, số vụ tai nạn giao thông. Biến ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu tập giá trị của nó lấp kín một khoảng trên trục số. Số phần tử của tập giá trị là vô hạn không đếm được theo lý thuyết số. Ví dụ như là giá cổ phiếu trong năm hay là tuổi thọ của một chiếc tủ lạnh. Bảng phân phối xác suất. Đối với biến ngẫu nhiên nhân tố dè rời rạc, mỗi giá trị của nó được gắn với một xác suất đặc trưng cho khả năng biến ngẫu nhiên giá trị đó. Ti bằng P của x bằng xi. Trong đó bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x là như sau. Trong đó x1, x2 cho đến xn là tập các giá trị của x. Còn pn bằng p của xn và bằng xác suất của x khi sự kiện xn xảy ra. Ví dụ, một xạ thủ chỉ có 3 viên đạn. Anh ta được yêu cầu bắn từng phát cho đến khi trúng mục tiêu thì ngừng. Biết rằng xác suất của mỗi lần trúng là 0,7. Hãy lập bảng phân phối xác suất của số đạn cần bắn. Thì ví dụ này mình lấy trong quyển xác suất thống kê của thầy Tống Đình Quỳ. Lời giải như sau, gọi x là biến ngẫu nhiên rời rạc, chỉ số đạn cần bắn. X bằng 1 là sự kiện xạ thủ bắn trúng ở phát đầu tiên. Vậy, P của x bằng 1 sẽ bằng 0,7. X bằng 2 là sự kiện xạ thủ bắn trúng ở phát thứ hai, nghĩa là lần đầu đã trượt, đúng không ạ? Lúc này, xác suất để phải bắn 2 lần, nó sẽ là bằng 0,3 nhân 0,7, bằng 0,21. X bằng 3 là sự kiện xạ thủ dừng bắn ở viên đạn thứ 3, tức là cả hai lần đầu đều trượt. Khi đó P của X bằng 3 sẽ bằng xác suất của lần đầu trượt và lần thứ 2 trượt, lúc này sẽ bằng 0,3 nhân 0,3 bằng 0,09. Thì lúc này ta sẽ có bảng phân phối xác suất của ví dụ 1 như sau. Cho các bạn ở ví dụ 2 như sau, mình sẽ sửa lại. Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu là Fx, được xác định như sau. Thì các bạn có thể thấy là Fx phản ánh mức độ tập trung của xác suất ở bên trái xác suất x. Từ bảng phân phối của thí dụ 2 ở đây và định nghĩa trên, thì ta có là Fx bằng tổng xác suất của Px. Px với xi nằm ở bên trái của x. Thì ta sẽ thu được kết quả như thế này. Các bạn xem qua về một số tính chất của Fx. Chi tiết hơn thì các bạn có thể xem lại quyển xác suất thống kê của thầy Tống Đình Quỳ. Mình ở đây mình chỉ đi qua những cái phần nào mà cơ bản nhất. Ok, tiếp theo hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên x, ký hiệu là Fx, có hàm phân phối Fx khả vi, được xác định bằng hàm như sau. Khi đó xác suất của x nằm trong khoảng từ A đến B sẽ được tính bằng biểu thức như sau. Thì về mặt hình học, công thức trên cho ta diện tích mặt phẳng chắn bởi đường cong y bằng fx, trục ox và các đường thẳng y bằng a và y bằng b tương ứng. Về mặt thống kê học thì nó cho thấy xác suất của các điểm dữ liệu rơi vào khoảng giá trị ở trước, ở đây là bằng a bằng b đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về variation, standard deviation và normal distribution, hay còn gọi là phương sai, độ lệch chuẩn và phân phối chuẩn. Phương sai đại diện cho mức độ phân tán của dữ liệu, được tính bằng công thức như sau. Tức là tổng bình phương của khoảng cách từng điểm dữ liệu đến giá trị trung bình chia cho số điểm dữ liệu trừ đi 1. Standard deviation
hay còn gọi là độ lệch chuẩn, đơn giản là căn bậc hai của phương sai thôi. Hàm phân phối chuẩn hay còn gọi là phân bố Gaussian, đây là một hàm có tính ứng dụng rộng rãi nhất trong khoa học dữ liệu. Nó được định nghĩa như sau: biến ngẫu nhiên x được gọi là tuân theo luật phân phối chuẩn, ký hiệu như sau, với mi là giá trị trung bình và sigma là độ lệch chuẩn nếu hàm mật độ của nó có dạng như sau. Chúng ta có thể thấy là hàm phân phối chuẩn có dạng hình chuông đối xứng qua mi hay còn gọi là giá trị trung bình, và đồng thời mốt của fx bằng mi do hàm đạt giá trị cực đại tại x bằng mi. Nhìn vào hình vẽ ta có thể thấy rằng nếu mi đặc trưng cho tính phân phối thì độ lệch chuẩn sigma đặc trưng cho mức độ tán xạ. Nếu như sigma bình phương mà càng lớn ấy, thì fx càng phân toán nhiều hơn, đồ thị sẽ thấp và tù hơn. Trong khi đó, đường cong sẽ tiệm cận dần với trục ux chậm rãi hơn. Đúng không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng tạo ra hàm phân phối chuẩn với 5pi. Ví dụ như ở đây, mình muốn tạo ra một dữ liệu với phân phối chuẩn có min bằng 100 và độ lệch chuẩn bằng 20 với 10.000 điểm dữ liệu. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ biểu đồ histogram với phân phối chuẩn trên. Để trực quan, chúng ta lấy trục OX trong khoảng từ 100 đến 300, trục OY trong khoảng từ 0 đến 0,03, đồng thời xét số lượng nhóm bằng 30. Để vẽ hàm mật độ xác suất cùng với histogram, chúng ta thiết lập hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn theo công thức. Ở đây. Thế thư viện Matplotlib chúng ta sẽ có hình vẽ có ý nghĩa sau. Bạn có thể thấy là nó đúng dạng hình chuông luôn, đúng không ạ? Thì để hiểu rõ hơn về cái hàm phân phối chuẩn này thì các bạn có thể thay đổi độ lệch chuẩn. Ví dụ như ở trên mình có nói là nếu như độ lệch chuẩn mà cao hơn chẳng hạn, thì lúc này là đồ thị của nó sẽ bị dẹt hơn, đỉnh nó sẽ bị tù hơn và dữ liệu sẽ dàn trải chậm hơn về phía trục ux. Ngoài ra, các bạn có thể gọi ra giá trị phương sai và độ lệch chuẩn bằng hàm va và std. Ok, tiếp theo mình sẽ cho các bạn làm quen với thư viện Matplotlib. Thế thì Matplotlib là một công cụ vẽ đồ thị rất mạnh trong Python. Ở ví dụ này mình sẽ tiến hành vẽ biểu đồ đường thể hiện phân phối chuẩn cho dữ liệu nằm trong khoảng từ -3 đến 3 với khoảng cách giữa từng điểm dữ liệu là 0,05. Để vẽ đồ thị của hàm phân phối chuẩn, ta dùng hàm norm. Bình thường ở đây chúng ta sẽ cần nhập thêm hai thông số là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Nhưng nếu không nhập thì giá trị mặc định sẽ là 0,1. Ok, chúng ta có một hình chuông khá là đẹp. Chúng ta có thể vẽ nhiều hàm trên cùng một đồ thị. Ví dụ như ở đây mình có thêm một hàm phân phối chuẩn khác với hàm phân phối chuẩn trên, với giá trị trung bình là bằng 1 và độ lệch chuẩn là bằng 0,5. Chúng ta có thể thấy là đồ thị của hàm thứ hai sẽ nhọn hơn nhiều so với đồ thị của hàm 1 do độ lệch chuẩn của nó bé hơn. Chúng ta có thể xếp lại hình bằng cú pháp sau. Chúng ta cũng có thể thiết lập trục OX và trục OY theo ý muốn. Ví dụ như ở đây mình muốn trục OX chỉ nhận giá trị nằm trong khoảng từ -5 đến 5 và trục OY chỉ nhận các giá trị trong khoảng từ 0 đến 1. Các giá trị hiển thị trên trục nhận giá trị như sau. Chúng ta sẽ có được hình vẽ có dạng tương tự. Để điều chỉnh kích thước của đồ thị, chúng ta sẽ dùng hàm set size inch với kích thước chiều dài và chiều rộng tương ứng. Đấy. Ngoài ra, chúng ta có thể thêm phần gạch nền vào để đồ thị thêm trực quan hơn.
Trong trường hợp này chúng ta sẽ hùng dùng hàm with. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một hình vẽ đẹp hơn. Thay đổi dạng và màu sắc của đường biểu diễn. Ví dụ như ở đây mình muốn đường biểu diễn của hàm đầu tiên có màu xanh dương, dạng thẳng. Còn đường biểu diễn của hàm thứ hai có màu đỏ và dạng gạch nối. Dán nhãn cho mục và thêm chú thích vào đồ thị. Các bạn dùng hàm label và legend trong matplotlib. Đây ạ. Nhãn đã được dán và chú thích đã được thêm vào. Pie chart biểu đồ tròn. Ở đây mình biểu diễn tỷ lệ số người tử vong trong đại dịch Covid-19 theo độ tuổi. Các bạn có thể vẽ các biểu đồ tương tự, chỉ cần thay đổi các thông số thôi ạ. Các bạn có thể thấy là số lượng người chết vì Covid-19 là đa phần nằm trong độ tuổi từ 80 trở lên. Bar chart biểu đồ cột. Biểu đồ dữ liệu phân toán scatter plot. Đây là biểu đồ được sử dụng khá nhiều trong việc mô phỏng các thuật toán trong machine learning. Ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ biểu đồ phân tán của 500 điểm dữ liệu bất kỳ. Box và whisker plot. Đồ thị này đặc biệt hữu dụng trong việc mô phỏng độ dàn trải và độ dốc của dữ liệu. Đây là hình của một box plot. Vậy thì box plot được vẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ sau cho dãy A như sau. Bước 1, xác định median của dãy A. Sau khi sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần, ta xác định được median của dãy A bằng 4. Bước 2, xác định viền của box. Xác định tiếp median của hai dãy chia cắt bởi median ở trên, đại diện lần lượt cho phần tư thứ nhất và phần tư thứ ba. Thì chúng ta thấy là phần tư thứ nhất ở đây là 2, và phần tư thứ ba là 6. Lúc này thì đường màu đỏ sẽ đại diện cho median của dữ liệu và box sẽ bị giới hạn bởi phần tư thứ nhất và phần tư thứ ba. Đây đường màu đỏ đây, phần tư thứ nhất đây, phần tư thứ ba đây. Và ta có thể thấy là một nửa dữ liệu sẽ nằm trong box. Bước 3, xác định whisker và outlier. Thế như nào là một outlier? Outliers là các điểm dữ liệu khác xa với các phần còn lại của dữ liệu. Khi xem xét một box plot, một outlier được định nghĩa là một điểm dữ liệu nằm bên ngoài đường chắn, whisker của box plot. Thì đây là một whisker. Còn đây là một outlier. Thông thường, whisker sẽ được cho là bằng 1,5 lần khoảng cách giữa phần tư trên và phần tư dưới. 1,5 lần đoạn này. Trong trường hợp không tồn tại outlier, whisker sẽ có giá trị là min và max của dữ liệu. Nhưng trong ví dụ này thì ta có thể thấy là dãy A chỉ tồn tại một outlier duy nhất là giá trị 48. Ok, vậy là chúng ta kết thúc bài học hôm nay ở đây. Hy vọng sau buổi học này các bạn đã nắm được cơ bản các kiến thức về xác suất thống kê và công cụ vẽ đồ thị matplotlib để có thể dễ dàng hiểu được các phần tiếp theo của khoa học.